Câu chuyện chấn động cả một vùng quê, cô gái chưa học hết lớp 4 phải làm mẹ đơn thân vì bị người anh họ, bà con, chú bác ruột líu liều nhiều lần khi ở nhà một mình. Sự việc xảy ra tại An Giang, đây là vợ chồng chị Phượng Anh Danh. Vì hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng anh chị thường đi làm về muộn để con ở nhà. Người cháu qua chơi thì lấy cớ xin ở lại, rồi không ngờ chuyện động trời lại xảy ra. Anh Danh thì không nghe, không nói được từ nhỏ, còn chị Phượng thì thật thà, khù khờ. Mỗi lần líu liều, người cháu kêu bé gái vào phòng ngủ rồi tới toilet, mọi việc đổ vỡ. Khi chị Phượng thấy con gái của mình có biểu hiện là lạ, đi khám rồi mới hay, đã là quá muộn màng. Giờ đây tên kia đang chịu tội trước pháp luật vì những việc làm không thể chấp nhận được của hắn ta. Hiện tại gia đình của anh chị rất khó khăn, nhiều khi trong nhà không còn gì để ăn, phải nhờ đến sự giúp đỡ của địa phương và bà con xung quanh, ai cho gì thì gia đình ăn nấy. Về phần em gái thì đang bị sốc tinh thần rất nặng, hễ gặp ai là em rất sợ. Sắp tới ngày đứa bé chào đời mà gia đình không có một xu dính túi, em gái còn quá nhỏ chưa tự chăm sóc bản thân thì làm sao làm mẹ được đây. Chị Phượng cũng mong muốn khi đứa bé ra đời, nhờ một gia đình nào đó có điều kiện tới nhận về nuôi giùm chị. Mọi việc ra sao Trường mời cả nhà cùng xem hết video, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm Trường nha. Bé nào chị, bé này hả? Bé này đó hả? Bé này hả? Đứng ngoài trời trời chú, bé này mới 12 tuổi rồi. Trời ơi, mới 12 tuổi mấy. Nhà còn ai nữa không chị? Không, có hai chồng với hai đứa nhỏ nè trời. Chị nói anh nói chuyện được hả? Không. À. Dạ. Con ăn cơm chưa con? Hả? Con ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Nay ăn cơm gì? Cá. Ừ. Thôi, đi qua thôi nói chuyện ha. Rồi tâm làm gì đó. Dạ rồi, mến chào quý vị nha. Thì hôm nay mấy anh em đang có mặt tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì có một đôi vợ chồng rất là tội nghiệp. Thì anh chị thì có hai bé đây. Thì cái sự việc là vấn đề này hơi tế nhị chút xíu, là thật sự là chị có hai đứa con mà bây giờ rất sớm mà tự nhiên cái đùng cái tự nhiên chị làm chuẩn bị tinh thần làm bà, ông bà ngoại luôn. Dạ. Nó nói vậy thì cả nhà cũng được, cũng tự hiểu rồi. Dạ. Dạ thì chị có thể giới thiệu về bản thân mình cũng như là tên tuổi để cho tụi em biết tiện xưng hô chị. Thì tôi là Khoan Thị Bích Phượng, là ở ấp Bình Thường Quế. Dạ. Với con hai đứa. Hai đứa con, hai chồng, hai đứa con. Dạ. Rồi đó, xong rồi cháu tôi nó ra nó chơi tưởng đâu mà nó ra nó chơi. Thì tưởng nó chú hiếm cháu gì nó ra nó chơi gì, ai nhậm đã chứ con tôi gì đó. Cháu ruột của chị hả? Cháu của chồng tôi. À, cháu kêu là sao? Bằng thiếp. Dạ. À. Dạ dê dế là anh của bé. Anh của bé. À, dê dế là anh luôn. Anh chú bác ruột, anh chú bác ruột. Chú bác ruột á. Ồ, trời ơi. Rồi cái người kia đâu rồi chị? Người kia đang chồng ngoài, chồng nhốt ở đâu trên huyện á. Dạ. Dạ. Đang điều tra ha. Đang điều tra. Trời ơi. Rồi cho em hỏi một xíu là hình như là anh đây là cũng không có nghe, không nói chuyện được hả chị? Không, có bệnh là từ nhỏ. Dạ. Dạ. Anh chị là chỉ có hai đứa này thôi à? Có hai đứa à. Dạ. Tâm thấy anh có cầm thêm tấm hình đó là. Tại vì nó chết anh 5 tuổi, anh có cuộc của nhỏ này. Là một nhỏ này là lúc mà 5 tuổi á, té xong chết. Dạ là mất lâu rồi ha. Mất lâu rồi. Rồi dạ. mới có bầu nó sinh ra cái thằng nhỏ này nè. Chị kể lại cái sự việc mà hôm mà cái người cháu kia qua, làm sao mà con chị với người kia biết nhau? Thì tôi thì đi bắn cá mà rồi tôi đâu có ở nhà đâu, rồi đó nó ra nó chơi. Ừ. Nó chơi tôi thì mình tổ nào rồi chơi, chú cháu tổ nào mà nó ra nó chơi, tổ nào anh em tổ nào nó ấy, ai nhầm mà nó dụ mình đi thổi đó mới làm con mình vô trong buồng vậy đó. Nó có cho ăn kẹo ăn bánh gì không? Không. Nó không cho tại bà kia trơn á, mà nó không cho kẹo bánh gì chứ. Ở đầu cái đầu có cha mẹ nó ở đây nữa, mẹ nó ra đây đó là ở đây thì đi bán xôi, rồi cha nó thì nhậu nhẹt thì sáng cho rượu chuyện cho rượu ra nhậu gì đó, cái chồng mình đi xịt cái kiếm cá rồi mình đi bán bát. Ừ. Đầu cái sáng mình đâu có nhà đâu thì đi rửa chén bên chuồng mà bán á. Chị đi rửa chén mướn cho người ta hả? Chén mướn là buổi sáng thôi mình được 50 ngàn. Cho lo cho nhỏ này, cho nó lặng, cho nó đi ăn học gì đó. Hai con chị còn đi học không? Còn. Nhỏ này tụ trường vô là vô lớp 4 rồi. Đang học lớp 4? Đang học lớp 3. Lớp 3? Dạ. Trời ơi trời. Tụ trường vô lớp 2 rồi. Còn nhóc này vô chuẩn bị lớp 2. Lớp 2. Là con gái chị sinh năm năm mấy hả? 2011. 11, còn bé trai này? Còn này 2015. Trời ơi, sinh năm 2011. Mà cái người anh kia là anh họ là lớn tuổi không chị? 31 tuổi. Trời ơi trời ơi. Có vợ con vậy trơn á. Thì
thiệt tình chứ, nên phải ai đâu xa lạ, em ruột của mình mà. Em ruột của mình đó, mình mới có chỗ nào mà nó ra nó chơi vậy, ai nhầm đó nó làm con mình vậy á. Rồi bên gia đình ba mẹ của em trai đó có qua nói chuyện gì với anh chị không? Có ra mà từng bà thằng đó mới cộng tới gần 2 tháng mới đem ra cho có 200 ngàn bạc hà. Rồi tới giờ luôn á. Trời ơi trời, em thấy nhà anh chị cũng đâu có khá giả gì đâu phải không? Đâu có, đây tại nó bằng một khơi một uống không rồi. À đây nè cả nhà, mình quay sơ cả nhà, đây là, nhưng mình sao mình không có làm vách này chị? Hả? Vách này sao mình không làm để trong lỗ vậy? Không có, để gì hết, không có tiền đâu rồi là đâu đóng vách này kia. Rồi ổng nhà ổng làm gì? Rồi, ai muốn gì cho mặn lấy nha. À, chào anh. À anh nghe. Chào anh. Anh hiểu em nói không? Hiểu mà nó đã nghe không được. Hello anh. Hai, chào chào. À, anh nghe bằng khẩu hình miệng thôi chứ không nghe em nói hả? Ừ. Anh năm nay nhiêu tuổi vậy chị? Anh cũng 54 tuổi đó. Rồi, dạ, rồi chị lớn tuổi không? Chị mới có 42 à. Vậy là chuẩn bị là bà ngoại rồi. Dạ. Trời ơi, thật sự bà ngoại này, bà ngoại bất đắc chỉ mà không em mong muốn. Cái liệt mà nhỏ mà mình đâu có biết. Chị, anh nói gì chị? Anh nói gì anh? Cái đầu của anh chả bệnh đó, đó mà bằng hồ ngoại á. Rồi chả cái nhất quá nhất cái chả là xin nghỉ chả đi về. Xin nghỉ chả đi về với đau nhất cái đầu của chả té từ trên nhà giáo xuống té hai lần đó. Đầu chả nứt sọ đó bây giờ cái đầu nguy hiểm cái não của anh chả. Cũng hút hàng ngày kìa cái giấy khám bệnh của anh chả còn. Chị ơi, cái sự việc này xảy ra tới nay là bao nhiêu lâu rồi chị? Cũng lâu rồi. Dạ. Cái mặn ngoại cũng mấy tháng. Vậy là chừng nào chị sẽ làm bà ngoại, mấy tháng nữa chị sẽ được lên chức bà ngoại? Chắc cũng là cũng hai tháng mấy. Hai tháng như vậy là cũng 6-7 tháng hả? Này 7 tháng rồi chú ơi. Trời ơi trời. Nó xảy ra lâu rồi mà một lâu. Cái người đó bị bắt là mới đây. Có nghĩa là chị mới phát hiện này lúc mới trước là không? Phát hiện ra là mà mình tưởng nó nhỏ nè, bụng to to. Mình tưởng đâu nó bệnh quạng gì không ạ? À? Cái bụng cái chú bên bệnh á. Chở bé này với chị đi siêu âm. Rồi phát hiện ra là nó 5 tháng mấy rồi. Trời năm, ơi. 5 tháng mấy rồi, 5 tháng mấy rồi. Vậy là đã xảy ra cách đây là mấy tháng trước rồi. Mấy tháng trước rồi, mình không có biết mà được. Con gái ơi, chú hỏi nè, cấp trước mà anh con qua chơi đó, anh con có nói ngon ngọt hơn nữa hay là có cho cái gì cho con không? Không. Không cho gì hết trơn hả? Rồi sao cái người đó nói con sao mà con đi vào trong phòng đó? Con nhớ không? Bé cũng khờ. Trời mẹ, nó tội nghiệp quá. Cái này nó khờ khạch nè, đi học qua hai con bà con nó khờ khạch nè, nó không có ấy. Chú thấy con gương nước mắt rồi, con có cái gì đó con tủi thân con muốn nói hả? Con muốn nói gì? Con muốn nói tâm sự với mấy chú đi. Sao con buồn chuyện gì? Con không buồn gì vậy không? Con buồn gì hết trơn hả? Mà con sao? Con sợ mấy chú hả? Mấy chú đâu có làm gì đâu, con sợ. Con nói về đây con mấy chú rồi. Mấy chú thương con hết nữa mà chú, sao sợ. Con đừng có sợ, mấy chú không có làm gì hết hay con hiểu không? Mấy chú sẽ gửi tiền cho con để có tiền mua sữa uống nha. Nha. Dạ. Chị đây, chị chuẩn bị tâm lý làm bà ngoại, chuẩn bị sữa sụn này kia rồi hết đủ cho chị. Mua được cho nó bé này được 2 hộp sữa cho nó uống uống sáng nó ly chị uống ly gì á. Sữa gì chị? Sữa bầu. Sữa bầu hả? Dạ. Là mình đi bán với lại đi rửa chén thuê cho người ta rồi được tiền rồi mua ha. Không có, này ba mấy người trong xã cho. À là mấy cô bác ở trong xã này ta giúp đỡ cho mình ha. Dạ. Dạ, thì là bên địa phương người ta cho ha. Cho phân cho. Trời ơi trời. Nói chung là sự việc này là bên địa phương mình rất là quan tâm. Dạ. Thì công an trong tổng cũng hỏi thăm cái bé này là cũng hỏi ăn uống cái đồ bổ gì đó, hỏi cái thai bự chưa, nó nói 7 tháng rồi. Bọn nó từng nào có xanh thì điện cho chú công an á, đặng hỗ trợ cho nữa. Đặng mẫu này nó nhỏ nè, nữa mẫu trong cái đẻ được. Tại bé nó còn quá nhỏ. Dạ. Vì bây giờ hiện tại là tài chính, cái nguồn lao động chính trong gia đình là ai? Ai là người lao động chính? Thì tôi cũng có mua cá mà này, có sáng chả đổ lợp cũng có cá ăn. Chứ không có ấy được. Nhà mình chỉ được cái là cái nhà này ở thôi. Nhà này ở thôi, chứ không có bà chồng mất rồi, có hai chồng rồi ấy. Mà anh là bị bệnh từ nhỏ.
cái bệnh tiền nhỏ. Hồi nãy là chị nói là anh lao động mà bị té giàn giáo. Trên nhà giáo bằng Đồng Nai ngoái bằng hồ á. À đi phù hồ. Ờ phù hồ cho người ta. Ủa sao mà anh nghe được mà đi làm? Biết thằng con có người ta hướng dẫn cho đi mà. À là ngoái điện ra là mình đi ra ngoái cho người ta đi mà ngoái có người anh ngoái. Có người anh ngoái. Dạ. Rồi kèm kèm một một kèm, nha. Kèm à. Kèm. Rồi cái thời gian đó là làm rồi bị tai nạn lao động luôn. Tai nạn nặng lao động luôn. Rồi về nhà này lâu chưa? Về nhà là cháu bỏ mà có bớt đau rồi đi ra ngoài bằng cũng được 2-3 tháng á. Bây giờ cháu nhức lại bây giờ cháu đi về luôn. Tới giờ nhỏ là siêu âm là 5 tháng mấy là cháu về luôn á tới giờ luôn. Khi mà anh hay tin á, anh có cảm xúc của anh sao? Khi hay tin con gái anh bị vậy, anh có buồn, anh có giận không? Thì anh khóc rồi chứ không có ái gì cho. Cũng chịu là tức quá nó không tức được là, tức nói không được mà. Rồi chị, con chị ví dụ cái lúc mà chị hay cái sự việc con gái mình như vậy, cái cảm xúc của chị lúc đó như thế nào? Trông xỉu luôn. Lúc đó chị có buồn không? Buồn chứ không buồn gì. Đâu chị còn tâm sự điều gì giờ? Chị đang lo nghĩ trong cái điều gì trong tâm sự của chị kể em nghe với coi. Em thấy chị chắc chị cũng buồn khóc dữ lắm phải không? Dạ. Hàng đêm nhờ lo vừa lo hàng cho đêm con rồi, lo cho nhỏ này nè ngủ không được mà ăn uống gì cũng không được trơn á. Dậu cho nhỏ này nó để nó đi sao giống như là bây giờ mình đang khó khăn. Dạ. Yeah. Rồi cái tình hình con của mình nó đang bị như vậy nữa. Yeah. Mình rầu lo liên tục ha. Rầu lo liên tục. Sợ nhiều khi bé mà nó sinh con đây có cháu có chị ra không có tiền không đủ điều kiện để nuôi nữa. Dạ. Yeah. Giờ một mình chị lao động ảnh là chỉ là làm mấy chuyện lặt vặt thôi. Lặt vặt ở trong nhà thôi chứ còn hai muốn vậy cũng đi mặn hết trơn, hai muốn mặn cổ cũng đi mặn nữa. Dạ. Như ví dụ như mỗi một ngày như vậy rồi không có tiền rồi sống cả gia đình mình sống kiếm sao? Thì cũng bán người ấy rồi cũng mua cho là hộp vịt đồ ăn có hộp vịt người ta mua cho hỗ trợ cho hộp vịt ăn đó. Ừ. Có bữa nào mà không có đồ ăn gì ăn không chị? Thì cơm nước tương cho ăn. Trời, ăn cơm nước tương hả? Ăn cơm nước tương. Trời ơi trời. Rồi ở đây là ăn là chắc cứu gạo là phải mua hàng ngày đúng không? Gạo thì có ba mấy người muốn cho người ba mấy người ở xóm cũng cho 1 kg 20 kg ăn qua ngày. Giống như kiểu là mình đang sống nhờ vào tình thương của tất cả mọi người. Dạ. Đó, ai cho gì thì ai mình cho ăn đó. Lấy nó lấy à. Trời ơi. Cho gạo cũng lấy gạo, ai cho cải cũng lấy cho ăn vô luộc rồi ăn. Mình là quê gốc mình ở đây luôn hả chị? Dạ. Mình sống đây được bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu lắm rồi. Đời đời cha ông mình ha. Dạ. Yeah. Gia đình bên cái người cháu của chị nó khá giả không chị? Nó mẹ nó thì đi bán xôi kiếm từng đồng từng cắt. Dạ. Yeah. Nó đâu cũng đâu có khá giả gì đâu. Nhà đông anh em không? Nhà cũng đông lắm. Dạ. Yeah. Cái thanh niên nó cũng chưa có vợ chưa có gì luôn. Chưa có rồi vợ. Nó có đi làm hay là có nghề ngỗng gì không? Không, nó là chồng tôi nè kêu nó đi ra ngoài Đồng Nai cho ra quán bàn á mà nó không chịu, nó đòi ra nhà nặng nó kiếm xịt kiếm cá rồi ăn bậy đó. Ừ. Mà nó đâu có đi mặn đâu mà nó ra đó chơi ngủ ở đây rồi ăn ở đây rồi nó ăn vậy đó. Chính xác là tại đây luôn hay là tại đây luôn? Rồi lúc bữa đó anh chị không có nhà hay sao? Không, tại vì bỏ bé này cũng hơi bự rồi mà mình bỏ nhà con với cháu này nè. Ừ. Bỏ nhà là người đó khai ra. Người kia khai với chú công an là làm nhỏ này 10 lần. 10 lần? 10 lần. Thừa nhận hết luôn hả chị? Thừa nhận hết trơn rồi. Trời ơi trời. Ủa thiệt chứ trời. Cảnh nó quay hiện trường ở đây là mà nó quay trong buồn. Ừ. Rồi chứ với nhà cầu ở trong nhà cầu. Trời ơi. Rồi với sàn á. Ừ. Sao mà người gì đâu mà ác nhân dưới trời. Nói chung là cũng tội cho ba mẹ bên kia nữa. Con cái nhiều khi ba mẹ cũng đâu có muốn không chị? Dạ. Dù sao cũng là gia gia em của chị gia rồi. Em gia gia chị. Mà chị có hận trách gì gia đình bên đó không? Trời, có hận trách gì đâu. Tại bà bảo có ấy gì đâu. Ổng còn không? Ông chú còn không? Hả? Ông chú tức là em của ông này còn không? Anh của ông này còn. Ổng uống đau bệnh, uống ghe tình nhỏ này có bầu cái ổng xỉu lên xỉu xuống à, biển. Thằng kia là giai bác, con này là giai chú. À. Ủa. Không người không hiểu cái lý do tại sao như mà người xa lạ cái gì. Em cứu bác đó mà nó ra nó làm gì đó. Giờ nói chung thanh niên kia chắc chắn phải trả giá trước pháp luật rồi. Dạ. Yeah. Đó, còn cái trước mắt là của chị là lo cái chuyện sanh nở này kia nè, chuẩn bị tâm lý làm bà ngoại nè. Dạ.
Thì nếu mà thật sự luôn có đền bù, bên kia cũng không có đủ khả năng để đền bù nữa. Dạ, không phải mà công an có cái giờ cuộc quái cũng muốn đền bù đó. Đó là bà đem giấy ra đặng cho tôi ký đặng bà nại cho con bà đó. Rồi tôi không có ký. Mà có đem ra có 2 triệu bạc, là mỗi tháng đưa 2 triệu vậy mà tôi không có ký. Rồi lấy phải lo cho nhỏ này nó ăn rồi bỏ cho có sức khỏe đi, đặng có sinh nở thì mẹ còn con vui đi. Tôi mới cái ký. Rồi bà đem có 200 ngàn ra rồi, bà kia tôi đem 200 ngàn ra rồi cho nhỏ này đi mua sữa, nhỏ mua đủ đây. Bên kia chắc cũng nghèo lắm hả? Cũng nghèo lắm, nặng muốn một phê luôn. Dạ, nói chung là rớt cho cái hoàn cảnh trớ trêu này là hầu như là đứng hình luôn á. Thiệt, lần đầu tiên mình đi quay hoàn cảnh mà thấy hoàn cảnh này là thật sự là quá tội luôn á. Rồi bây giờ chị có tiền bạc gì để khi mà bé này nó trở dạ chứ? Không có ngàn. Trời ơi, đâu vô tư. Thì tại là không có ngàn nào luôn. Không. Mấy này. Mấy người ở sớm này cũng lâu cũng đợi cho 100 ngàn mua sữa này, mua bánh này kia cho nó ăn thôi. Chứ không đợi, tao đâu có giúp người hoài được. Tao có hoa lỗ, tao cũng khổ. Người ta chỉ cho một thiểu nào đó thôi. Dạ. Rồi anh mấy này cũng không đi làm hay sao chứ? Không ăn không được, cái đầu của cháu là nhức đầu rồi. Giống như anh bị chấn thương lúc mà bị tai nạn tới giờ đó còn bị ảnh hưởng à? Ờ. Rồi là... Nắng lên là anh có bị đau đầu không? Thì nắng lên thì đâu nhức đầu vậy đó. Nắng lên nhức đầu và lạnh có bị không? Hả? Lạnh, lúc lạnh nó có bị không? Không. Lúc nắng quá căng kinh ha. Ờ. Còn lúc bệnh sạn thận. Sạn thận nữa. Ừ. Rồi khổ. Nói chung là nghĩ gia đình của chị ở đây chắc địa phương ở đây rất là quan tâm. Dạ. Dạ. Mà sao mà chị biết tụi em mà chị chia sẻ vậy? Tại vì có người chị điện hơi tốt á, rồi mới xin số điện thoại đặng điện đặng nhờ em qua đây để chia sẻ câu chuyện, mong cộng đồng mạng ra tay tương trợ cho mình lúc này ha. Chứ lúc này là mình quá khó khăn luôn, không có nhà không tiền luôn. Cái mong muốn hiện tại của chị là như thế nào, chị có thể là chị nói ra đi. Chị nói lớn lớn là cái điều mong muốn hiện tại của chị bây giờ, chị mong muốn điều gì nhất? Tại vì muốn cho nhỏ này nó sanh nở ra rồi cho mẹ con chú khỏe rồi thôi, bây giờ tôi không có biết nói gì luôn. Nhỏ này tôi tính sanh ra, tôi tính đi cho bây giờ nuôi không nổi. Cho hả? Tính đem cho. Trời ơi trời. Cái hoàn cảnh này bây giờ nó cho bây giờ tôi không có mặn mướn gì được, cho ông cục đó sao tôi mặn mướn gì được. Chính xác, tại bé giờ đâu thể nào chăm sóc được con đâu. Bởi nó ăn cái gì cũng đâu có biết cái gì đâu. Hỏi coi con có em bé trong bụng đó, nó là anh chưa biết có em bé trong bụng đó. Nói chung là nó không biết gì đâu chị ơi. Dạ. Ừ quá mà. Bây giờ nếu như mà chị nuôi thêm một đứa cháu nữa là chị thêm một cái bánh nặng ở trong ấy luôn, không có gì. Giờ bé đâu tự chăm sóc bản thân được đâu đúng không? Dạ. Tắm còn không được mà. Mắt mình vô tắm nghe tới ơi với nó. Như bữa giờ nó bị nhẹ rồi nó khó chịu không? Cũng khó chịu. Ừ. Dạ. Ăn uống gì cũng được mà ngặt cái nó ngủ cái này nó lăn lộn gì đó. Ừ. Nó ngủ không được. Chị giấc thức trắng đêm đúng không? Cũng thức tới khi mới có nhắm mắt chút chút mà nhỏ này nó giật mình rồi không thấy rồi. Sợ nó đau bụng không bất tử rồi mình ấy rồi cũng được. Giờ chắc con chị bỏ học luôn hả? Thì bỏ học luôn à. Rồi bên kia nhà trường ta có vận động gì hay có nói gì không chị? Không, nhà trường tới giờ không có ấy. À, tại vì cái tình trạng vậy bé đi học cũng vô khi cũng gặp bạn bè này kia rồi nó. Cũng mất cỡ. À, nó có nhiều cái. Bé này đó học giỏi không? Trời ơi, nó học có cái gì đâu, ở lại lớp hoài à. Giống như bé đó khờ quá không? Nó chậm tiêu. Dạ. Nói chung là mất luôn cả một cái tương lai, một cái thế hệ sau này. Dạ. Chỉ vì một phút nông nổi thôi. Bạn bè đó, nó học, nó chọc nó là nó đứng trên bảng là nó khóc rồi, đứng trên bảng là nó khóc mà. Ừ. Bây giờ chị cần điều gì nhất hiện tại, bây giờ chị nói cho em nghe. Chị cần cái số tiền hay là cần cái gì đó lớn lao như thế nào chị cứ kể ra cho em hết. Hiện tại bây giờ cái điều mong muốn nhất, lớn nhất của chị là cái gì? Giờ tôi muốn cần cái số tiền nặng lo cho nhỏ này nó mẫu ra cho ấy. Giống như là cho nó sinh bé hoàn hảo nhất. Dạ. Rồi đứa bé đó là chị định nuôi luôn hả? Sao nếu mà có điều kiện là nuôi không? Không, tôi muốn cho à. Cho luôn hả? Chứ cho. Không nuôi hả? Không. Sao vậy? Chứ biết trai hay gái không? Trai. Trai hả? Ừ. Tại vì hoàn cảnh này sao nuôi được hả ông? Cũng có sao nuôi, mặn muốn mặn gì cũng không được hết trơn. Ừ.
là chị quyết định kỹ chưa? Tôi nghĩ là mình kỹ, chị nghĩ rồi, kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi đúng không? Dạ. Tao có người, tao có má ba mấy người kia, tao cũng xin con nhóc ở tao, nó bảo mấy người không có con, tao xin đòi xin nhóc cho á. Ừ. Với hiện tại bây giờ là chị đã quyết định kỹ. Dạ. Là nếu mà cháu của chị ra đời là chị nhường lại cho người khác nuôi. Dạ. Chứ chị nuôi cũng không nổi. Không nổi. Tiền bạc ăn còn sữa chồng này, tiền bạc này mua sữa này kia, để nó đau bệnh rồi mà tiền đâu lo cho nó. Với lại phần nữa cũng sợ. Đó, cha anh ngoại, ông ngoại đó thì nó đau bệnh đó, rồi mất lo cho ông ngoại ông này nè, sao lo cho cháu. Nên chị sợ là sợ vấn đề là sau này khi mà bé trong ngoại mình lớn lên à, thì nó xảy ra cái tình trạng mà nó giống như là nó bị phân vân giữa hai thế hệ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Nỗi khổ cái câu chuyện này thật sự mình thấy thương cho gia đình lắm luôn đó nha. Nói chung bây giờ tụi em cũng tiếp nhận cái thông tin của chị á. Yeah. Thì đến đây để chia sẻ câu chuyện lên, nhưng mà không biết sao thấy bé nó tội quá rồi, bây giờ những ngày tháng sắp tới phải đối mặt như nào nữa, thì hàng xóm này kia đâu nữa. Ừ. Vòng vòng đây người ta biết chuyện mình hết không chị? Biết chuyện cho người ta bên sông cũng biết luôn rồi. Giống như đã công an vào đây. Ba cũng biết, dạ dạ, cái bảy cũng biết trơn à, biết cái chuyện có bé rồi trơn à. Trời ơi, khi tụi em ghi hình tụi em cũng sẽ rất là ngại thay cho chị luôn. Dạ. Tụi em sẽ cố gắng để làm sao cho nhiều người chỉ biết còn cảnh chị thôi chứ không có biết mặt bé. Dạ. Nhưng giờ như vậy nè, thì em hỏi thiệt, nếu mà về vấn đề người khác giúp đỡ cho chị. Yeah. Ví dụ tôi em đăng cái video này lên thì chị có nên để số điện thoại của chị hay không, hoặc là có nên là chị có số tài khoản của gia đình không? Nhà chị có số tài khoản không? Không. Không luôn, khổ nữa. Yeah. Bây giờ không thể nào mà để cái số tài khoản của tụi em lên được. Yeah. Tụi em là làm giống như là muốn cho cái sự minh bạch là một là gia đình có số tài khoản. Yeah. Để lên đó giống như là mỗi người cho 50% gom lại. Dạ. Nhiều người ta gom lại là sẽ được một số tiền lớn, như tầm khoảng được 50 triệu gì đó. Dạ. Để dành cho bé nó sinh con nó ra. Dạ. Giờ sao không, không biết chiều kia ông đi làm. Chiều kia ông cha đi làm. Lỡ bà đi chứ ông sao biết. Chị biết chữ không? Biết mà biết xưa xưa không biết dạy không biết cành không. Chị có căn cước không? Có. Thì kêu bà đứng tên số tài khoản. À, để lá từ đây đi ra chợ gần không? Chợ cái mấy là con là gà. Cái chỗ nào có cái ngân hàng á, biết đó giờ chị biết chưa, chị có gian ngân hàng không? Không, trời ơi, không có vụ đó ngân hàng ra sao bây giờ nhận tiền không biết phải sao mà cũng biết rút nữa kìa. Không biết rút luôn, dạ điện thoại mà đá mà còn chạy còn không rành không. Ảnh thì đâu có biết cái gì đâu, toàn muốn ở sớm mà toàn ấy làm giùm không. Buồn không anh? Buồn không? Buồn không? Buồn không? Đau lắm. Đau, chị nói đau thôi, hỏi ông đâu, hỏi ông thứ buồn không? Chị hỏi được không? Buồn à, buồn không, mặt buồn không? Buồn à. Hồi xưa sao mà hai người gặp nhau? Tại có người làm mai. À, làm mai hả? À. Mà biết ông bị vậy mà chị vẫn ưng hả? Dạ. Rồi đó, ông trả tình với bà làm sao? Không có lối đền rồi. Gia giấu không? Gia giấu rồi hả? Chịu luôn. Gia giấu rồi, chịu luôn. Thấy thương, thấy tội quá hay sao? Tại vì cha ông ngoại nó thì thấy ông này nè, thấy vợ giỏi đó. Ờ. Cũng có cái nó có chịu ấy làm cứ. Ừ. Rồi không có nhậu nhẹt gì trơn á. Không nhậu nhẹt gì hết. Không, chịu ấy hút thuốc gì không à. Ừ. Nghe ơi, con tên gì? Phương. Con tên Phương hả? Chúc con, Phương. Con giờ thấy trong mình khó chịu không? Nói con muốn điều gì con nói chú nghe với. Con có thương con không? Không. Không hả? Không biết gì hết. Bây giờ có chở đi khám không chị? Có, không có chở nó đi siêu âm kìa, giấy siêu âm. Ừ. Là anh trai ha? Trai. Nghiệt ngã. Quá nghiệt ngã. Vì thằng nó bỏ mất đầu tiên là thằng này nó thấy ẩm chị nó vô buồn. Ừ. Mà nó tính la mà thằng kia nó làm vợ chém giết gì nó không có, giờ nó hai đứa im luôn, nó không có la bỗng. Ai làm vợ chị? Nó gần thằng kia đó, thằng cái người mà làm tác giả bầu thai là làm vợ hả? Ừ, nó làm vợ. Ừ.
Đến khi mà chị cảm thấy con chị nó khác thường, chị mới phát hiện ra đúng không? Khác thường, nó phát hiện ra cả nó đi siêu âm. Đi siêu âm rồi bắt đầu mới đi lại nhà hàng đó, rồi mới báo công an. Rồi báo công an trước rồi mới điện hàng đó, nó còn bên Phú Quốc bên á. Điện đó về. Điện đó về rặn đi đào thú. Rồi nó khai hết luôn ha. Mà về nó khai ra hết trơn luôn. Mà ngày xưa là khi mà bé nó có biểu hiện lạ khi nó mang thai đó, làm sao mà chị biết là tật dở bào thai của ai không? Thì nó khai ra là nó con bé này nó kể cho chị là vậy ha. Nó vô trong chổng mấy chú công an quá, nó khai ra lấy đề là thai chổng á. Là bé này khai. Khai với mấy chú công an trơn. Hỏi vô công an có nghiệp vụ ha, ta hỏi cái là ra liền. Mà mới ban đầu thằng đó nó không chịu khai, mà công an nó đánh nó hết mấy cái nó mới khai ra. Vậy hả? Lát ấy xong chắc chở đi cái đường mình ra nè, có ngân hàng nè, cho có làm sao. Lát anh chở chị, nói với ổng lát chở chị đi ngoài làm thêm hàng nha. Ai biết chở xe máy? Nhờ xe máy không? Anh có chiếc xe ông Đa Cùi, xe ông Đa Cùi. Mà hai chồng đi luôn được không? Gửi hai nhỏ nhà được không? Được. Ngồi đó ổng chở bà ra mà ngân hàng. Đúng rồi. Để chỉ cầm theo căn cước công dân. Để làm cái thẻ căn cước. Lấy cái căn cước đó ra làm thẻ ngân tài khoản ngân hàng. Rồi xong em sẽ lấy cái mã số ngân hàng đó, em gắn lên trên cái kênh của em. Chứ rồi em không có nhận tiền. Rồi xong em sẽ để đăng khi mình đăng cái video lên trên mạng. Rồi xong em sẽ để cái số tài khoản của ngân hàng của chị vào trong đó. Mỗi lần mà ai muốn giúp đỡ cho chị cái gì đó, ta chuyển thẳng vô trong cái số tài khoản đó luôn. Rồi cầm theo cái điện thoại thông minh đó, ra ngoài đó người ta sẽ cài vô cái băng kinh. Đó là giống như mỗi lần ta chuyển tiền hay là cái gì đó, ta giúp đỡ cho chị tiền vô là nó sẽ hiển thị thông báo lên. Là cái người đó chuyển tiền, số tiền bao nhiêu nó hiển thị lên hết. Cái này tụi em ở rất là xa, tại vì chị điện thoại tới nhà tụi em xuống. Thì tụi em mấy ngày hôm nay mới xuống ha. Trước mắt là giải quyết cho chị như vậy đi. Còn nếu mà mạnh thường quân nào mà thông qua tụi em á, mà tụi em có thời gian á, thì tụi em sẽ đi qua đây gửi cho tận tay cho chị. Còn không có thời gian thì em cũng chuyển khoản luôn cho nhanh. Chứ không có thể nào mà cầm cái số tiền mà đi qua đây từ bên đó qua tới đây 4-5 tiếng đồng hồ lắm. Vậy lát tụi em sẽ làm cho chị một cái số tài khoản ngân hàng, thì ai giúp đỡ cái đó sẽ vào tận tay anh chị luôn, không có thông qua hết trơn á. Rồi đó, ví dụ như anh chị cứ rút tiền á, chỉ việc đi ra trong ngân hàng đó, nó tôi rút nhiều vậy đó. Hỏi trong tài khoản nó có nhiêu tiền kêu rút hết, thì để mua tả mà sửa cho con, chứ đừng có xài bậy bạ nha. Đâu có ha. Dạ. Có gì không biết thì hỏi em. Rồi ok, vậy đi anh chị ha. Rồi. Nhà chị ơi, nói chung hôm nay tụi em tiếp nhận cái thông tin này thì thực sự em rất là thương cho con của chị. Bây giờ bà chuẩn bị lên tinh thần lên làm bà ngoại đi. Thật sự tụi em không có quay kêu gọi quyên góp từ thiện ha. Cái này là từ thiện túi của em. Em có một ít tấm lòng em gửi cho chị. Này để chung là của em không có nhiều, nhưng mà một phần nào đó cũng giúp cho chị có thể là mua đồ ăn trong một vài ngày, hoặc là có thể mua sữa cho bé nó uống. Rồi tụi em sẽ đăng cái clip này lên. Lát tụi em sẽ cùng với anh chị đi ra ngân hàng làm một số tài khoản cho anh chị đứng tên. Những ai giúp đỡ sẽ chuyển thẳng vào cho anh chị, chứ tụi em không nhận quyên góp mà cũng không qua một cái người nào đó giữ giùm luôn. Tiền khi thì vào thẳng của chị, ai thương con chị thì cho đó, một bữa ăn, một bữa ăn sáng, là một cái ly nước cà phê cũng được giúp cho anh chị rất là nhiều. Rồi cố gắng lên thì xong rồi có tiền, hy vọng sẽ có được một số tiền để cho bé sinh nở. Chị có chuẩn bị tinh thần làm bà ngoại chưa? Nói chung là nhiều người cũng đừng có trách chị, tại vì thấy chị có vẻ như là chị hay cười là do cái tính của người chị. Chứ chắc là mẹ nào mà không thương con, khi nhắc cái chuyện đó rất là nhói lòng, tại vì anh kiểu anh không thể nói mà không thể nghe được, và cái kiểu chị cũng hơi hiền đó, hơi khờ á đó. Bé này cũng vậy nữa, thì mong rằng sẽ có thật nhiều những nhà hảo tâm, ai xem hoàn cảnh này có giúp thì sẽ liên hệ trực tiếp với anh chị. Mình sẽ để số tài khoản thẳng trên video luôn, mình không có nhận quyên góp. Dạ thôi, tụi em sẽ cố gắng đăng clip này lên, hy vọng là sẽ có nhiều người giúp cho anh chị ha. Dạ cố gắng lên nha chị. Cảm ơn dạ, tiền này để mua sữa cho con bé nó uống. Dạ chị. Dạ. Rồi, ok. Đúc bán chỗ nào chị? Bữa là ngay chỗ nào? Đây, nó chỉ ở đây nè. Trời ơi, trời ở đây hả? Chỗ nào con gái? Rồi còn chỗ nào đúng không chị? Rồi cái anh đó làm ở đây mấy lần? Làm ba mấy lần thôi? 4
4 lần luôn hả? Dạ. Ở đâu nữa? Nhà cầu. Vô nhà cầu luôn. Vô nhà cầu. Nhà cầu ở đâu chị? Ở trên đó luôn gì? Thằng bé nó đang thầy mẹ con chỉ thêm cái chỗ mà bữa thì tác giả bào thai làm à. Rồi cái nhà này đi nhiều quá sập con Quy. Sập không? Sập không? Nhà này ớn quá vậy. Đâu đi ra với mẹ đi gái. Mẹ ơi trời. Ngồi đây đó hả? Ừ, đây nè. Ngồi đây luôn hả? Đây đó là trời. Ừ, ơi. Là bữa đó là ổng kéo con vô đây hay sao con gái? Kéo vô luôn hả? Bữa đó con tắm hay gì hay là sao? Con đang tắm hả? Không có tắm. Con không tắm hả? Ừ. Mà lôi vô trong đây. Lôi vô. Là bữa đó ổng sỉnh hay là ổng tỉnh? Có sỉnh. Có sỉnh hả? Có sỉnh. Hèn chi. Rồi cũng đó còn có khóc có la gì không? Có. Có mà người ta không nghe hả? Này không ai nghe. Nó la mà không ai cứu con hết trơn. Nó nói con không có cha mẹ ở nhà, la mà không ai cứu con hết trơn. Rồi anh nói vô đây làm nhiều lần không? 2-3 lần. 2-3 lần luôn. Tội quá. Ok chị vậy hả chị ha. Dạ.